Theo tin của báo OC Register, một người đàn ông gốc Việt sống ở thành phố Westminster, từng đưa lậu vào Mỹ khoảng 6 con cá kiển và hơn một chục con rùa, vừa bị tòa tuyên án 3 năm quản chế. Ông Kevin Đức Võ phải thi hành 15 tháng của bản án quản chế trong hoàn cảnh bị quản thúc tại gia, bị kiểm soát bằng cách đeo vòng điện tử. Ông Đức nhận tội nhập cảnh lậu cá rồng, vốn theo giới hữu trách là loài cá kiển mắc tiền nhất trên thế giới. Loài cá này nằm trong danh sách được bảo vệ thế giới, được nhiều người Á Châu tin là mang lại giàu có thịnh vượng cho người nuôi. Giới hữu trách cho rằng, ông Đức có thể thu về được hơn 60.000 đô la cho tất cả những động vật hoang dã bị tịch thu. Giới chức chính phủ liên bang cho hay, họ tin rằng ông Đức đặt mua cá và rùa từ nguồn cung cấp ở ngoại quốc. Các công tố viên cho hay trước đây ông Đức từng bán cá rồng với giá là 1.900 đô la một con rùa đầu to với giá 850 đô la một con rùa và một cặp rùa có giá 2.000 đô la. Chính phủ Mỹ trong thời gian hiện tại đang mở chiến dịch chống nhập cản lậu động vật hoang dã, có tên là Operation Jungle Book, khiến 16 người bị truy tố trước tòa liên bang. Trong số những con thú vật được đưa lậu có cả cọp, trắng hổ mang và chim chóc.